Đây giới thiệu bà con cái con hai máy GT nha. GD hợp tác 170 là 17 ngựa với GD 2 là 22 ngựa. Này là mẫu mới rồi con. Mua lửa quá trời bự luôn, mua lửa que, mua lửa của 22 là bự nè. 22 ngựa mà con gắn ủi chẹt của ghe là vô tư luôn nè, với cái phát điện gắn dàn sới được cả nó 140 mấy ký à. Không đề là 141, có đề là 147. Được, con này còn chấp nhận dàn sới được. Đó là GD. Trời nặng. Đây. 2002 hợp tác. Đẹp cực kỳ không? Có đề nha, chỉ có 2002 mới có đề thôi. 22 ngựa đâu con. Đây con 170 là 7 ngựa đó. Rồi con là có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707.